Thưa các anh chị, trong những ngày nghỉ lễ, tôi đọc lại quyển Người Thầy của Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh. Thật ra cuốn này tôi đã đọc từ hồi tháng 3. Tức là hồi vào tháng 3, Thượng tướng Nguyễn Chí Vinh vào thành phố Hồ Chí Minh và tại nhà văn hóa thanh niên, Thượng tướng đã có buổi ra mắt quyển sách Người Thầy. Lúc đó Thượng tướng nhìn rất khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, giọng nói sang sảng, đầy hào sảng, cột hơi đầy nội lực và mái tóc còn rất dày mượt. Rồi bất ngờ hôm 31 tháng 8 trên truyền hình VTV chuyên mục thời sự lúc 19 giờ, tôi gặp lại thượng tướng một thượng tướng Nguyễn Chí Vinh hoàn toàn khác. Ông xuất hiện cũng nói về một quyển sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tóc gần như rụng gần hết, rồi một bên mặt bị sạm đi, có vẻ sức khỏe sa sút rất nhiều. Thưa các anh chị, sức khỏe của các đồng chí lãnh đạo thuộc diện bí mật nhà nước, cho nên chúng tôi không bàn về sức khỏe của ông Nguyễn Chí Vinh tại đây. Xin các chị, anh chị thông cảm. Ở đây chúng tôi nói về quyển sách Người Thầy và những thông tin rất lý thú xung quanh ông Nguyễn Chí Vinh, những người thầy của ông và về Tổng cục 2, theo kiểu người thầy thật việc thật, chứ không phải là những thông tin quyền hoặc đồn đãi. Thí dụ như Tổng cục 2 có lợi hại như lời đồn hay không, những người thầy của ông Nguyễn Chí Vinh mô tả trong quyển Người Thầy có đúng như vậy không? Bởi lẽ những người đó là đều là những người chúng tôi quen biết, cho nên chúng tôi sẽ có những cái nhìn cũng tương đối chính xác và trung thực. Thưa các anh chị, ông Nguyễn Chí Vinh nói về quyển sách Người Thầy của mình như sau. Ông trao đổi rất thành thật với báo Tuổi Trẻ Online lúc đó. Thượng tướng nói như thế này: cuốn sách lúc đó tôi chưa hình dung ra như thế nào, nhưng chắc chắn phải biết về câu chuyện ông, tức là ông Đặng Trần Đức, kể về tôi và những gì tôi lãnh hội được khi gần ông. Nhưng nếu chỉ để gạch đầu dòng những chuyện thì chỉ khoảng 10 đến 15 chuyện là hết. Do đó tôi đã tìm lại toàn bộ hồ sơ của ông rồi xây dựng nên biên niên sự kiện cuộc đời ông. Xây dựng xong biên niên đó, tôi cảm thấy cuộc đời mình vô hình trung đã song hành gắn bó với ông suốt từ 20 năm, từ 1984 đến 2004. Từ công việc đến cuộc sống, từ xã hội đến gia đình, từ đó tôi đã phát thảo ra các phần của cuốn sách. Trong đó phần đầu là từ ngày đầu tiên tôi gặp ông đến khi ông qua đời. Rồi ông qua đời thì tôi cùng ông đã làm bao nhiêu việc. Phần thứ hai là những việc đã làm chung được ông chỉ bảo trong quá trình công tác. Phần thứ ba là những câu chuyện ông cùng tôi trong quá trình làm việc. Đó là những câu chuyện ông kể về Sài Gòn xưa, thời chống Pháp, sau giải phóng. Ký ức từ đó ùa về và nhiều đêm cứ mở ra chuyện gì tôi lại vội thức dậy ghi vào sổ hoặc đọc vào máy ghi âm. Chỉ trong một thời gian ngắn, hơn 1.000 trang tư liệu đã được tôi viết ra. Nhìn tư liệu tôi rất mừng, nhưng cũng vừa thấy hỏng mắt rồi. Khó có thể ra sách bởi hai điều cấm kỵ của ngành tình báo. Đó là với tình báo, con người, chiến công, thành công hay thất bại đều có thể bộc lộ, nhưng phương thức thì không thể. Và những câu chuyện cũ tính nhạy cảm thì càng phải đóng kín. Tôi quyết định làm lại lần thứ ba, bỏ những đoạn nào có khả năng vi phạm vào những điều cấm kỵ của nghề nghiệp. Thưa các anh chị, như vậy là ông Nguyễn Chí Vinh đã nói rất rõ. Ông chỉ tập trung nói về mối quan hệ của ông và người thầy, đó là ông nhà tình báo lỗi lạc Đặng Trần Đức. Ngoài ra khi biết xong rồi, ông sửa đi sửa lại rất nhiều lần và gạt bỏ ra những điều cấm kỵ trong ngành tình báo. Và tôi đọc đi đọc lại quyển Người Thầy rất nhiều lần. Và khi trông thấy lại thượng tướng trên truyền hình, tôi lại đọc một lần nữa để cảm nhận về những thông điệp ẩn giấu đằng sau những con chữ mà thượng tướng Nguyễn Chí Vinh mới chuyển tải. Và tôi thấy thượng tướng đúng là đại tài. Thượng tướng không bộc lộ ra bất cứ một chi tiết nào của dòng lịch sử lúc đó. Đọc đi đọc lại thì chỉ là những chuyện ca ngợi và những tình cảm riêng tư mang tính chất kính trọng đến người thầy của mình thôi. Và chúng tôi cho rằng nó chính xác. Có lẽ tôi không có mối quan hệ nào với ông Đặng Trần Đức, nhưng với những người còn lại trong đó thì chúng tôi có biết, thí dụ như là ông Vũ Ngọc Nhã hoặc là ông Phạm Xuân Ẩn. Riêng ông Phạm Xuân Ẩn với tôi có một đoạn rất đặc biệt, tôi sẽ kể sau. Thưa các anh chị, nếu chúng ta tìm hiểu lịch sử và muốn tìm kiếm những tư liệu lịch sử độc đáo, những điều được giấu kín sau bức màn nhung,
như kiểu bên dòng lịch sử của linh mục Cao Văn Luận, làm thế nào để giết một tổng thống, rồi Gián Bài Lật Ngựa của Nguyễn Trường Thiên Lý, Điệp Viên Hoàn Hảo nói về ông Phạm Xuân Ẩn, hay là bên Thắng Cuộc quyển 1 của anh Quy Đức, thì trong Người Thầy của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh không có những điều đó. Ông ẩn giấu và cất giấu tất cả vào tiềm thức của ông, không có một từ, một người chữ nào bộc lộ ra một bí mật gì cả. Đúng là một tướng tình báo ra quá kín kẽ. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh là con của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, con nhà nội, và ông đã xung phong đi bộ đội ở chiến trường Campuchia, chiến đấu ở chiến trường Campuchia. Tại đây ông đã được ông Đặng Vũ Chính, cục trưởng cục 2, lúc đó không chưa gọi là tổng cục 2 thưa anh chị, tức là cục tình báo quân đội nhân dân Việt Nam, là tuyển mộ về làm ở tổng cục tình báo. Và sau đó trở thành bề rễ của ông Vũ Chính. Ông Vũ Chính được gọi là một quyền thoại về tình báo, một nhân vật bí ẩn nhất lịch sử Việt Nam từ ngàn năm nay, chứ không phải là từ cách mạng đến giờ, cách mạng 8 đến giờ đâu. Và trong quyển Người Thầy, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng không tiết lộ bất cứ gì, điều gì về nhân vật rất quyền bí này. Và cho đến ngày nghỉ hưu, ông Nguyễn Chí Vịnh cũng sống một đời không có điều tiếng gì, và cũng rất kín đáo, người ta không biết ông đạt được những chiến công gì hoặc làm được gì cho quân đội, cho đảng, cho nhà nước, cho nhân dân. Mà điều đó đúng thôi, tổng cục tình báo thì nó là như vậy, tổng cục 2 nó là như vậy, làm sao mà có thể tiết lộ được, phải không? Thế thì nhiều người sẽ nói rằng như vậy tổng cục 2 có thật sự tồn tại hay không, và có lợi hại hay không? Thì tôi xin thưa với các anh chị là với trải nghiệm của chính tôi và những ông anh của tôi, thì tổng cục 2 có thật và quá lợi hại. Quá lợi hại, trên cả lợi hại nữa. Vì sao tôi nói như vậy? Vì tôi đã có một thời gian là đối tượng bị tổng cục 2 làm việc rồi. Đó là vào năm 1995. Thưa các anh chị, không phải ông Nguyễn Diệt Thành là tác giả của vụ án Nam Cam hay không? Là không. Ông Nguyễn Diệt Thành không phải là tác giả của vụ án Nam Cam, mà chính là tổng cục 2. Kể cả tên, cách đặt tên vụ án C5 cũng là của tổng cục 2 đặt ra. Vào năm 1995, tổng cục 2 đã có báo cáo gửi thủ tướng Võ Văn Kiệt, chủ tịch hội đồng bộ trưởng Võ Văn Kiệt, nói về việc có một băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, do gọi là băng C5, do Nam Cam cầm đầu, và có những mối quan hệ như thế này mang tính chất lũng đoạn. Và tôi cũng được nêu tên trong đó với tư cách là người có, tức là tổng cái báo cáo này rất hay, nó chia ra rất nhiều đối tượng nào là hoạt động trong băng nhóm, đối tượng nào là bảo kê đỡ đầu, là đối tượng nào là những mối quan hệ xã hội hay xuất hiện chung ở nơi công cộng. Thì tôi được diện ném vào diện hay xuất hiện chung với ông Nam Cam ở một số nơi công cộng, như là ăn uống ăn sáng, hoặc là ăn trưa, hoặc là ăn tối. Và báo cáo của tổng cục 2 thì không bao giờ đưa ra đánh giá gì cả, chỉ nêu sự kiện thôi để các cơ quan giải quyết. Và lý do của báo cáo này là do ông C5, tức là tính định đưa con hay cháu gì đó vào làm quân báo, nhưng mà đã bị thành phố Hồ Chí Minh phát hiện và ngăn chặn lực này lại. Và tổng cục 2 xem đây là một việc rất nghiêm trọng, ảnh hưởng tới đội ngũ và sự phát triển an toàn của xã hội. Và cho nên tổng cục 2 mới ra tay, chứ nhiệm vụ của tổng cục 2 là hoạt động tình báo nước ngoài và hải ngoại và quốc nội. Và tuy nhiên ở những vụ việc đặc biệt như vụ C5, cũng có nghĩa là một số vụ việc đặc biệt khác, tổng cục 2 cũng ra tay, và ra tay thì không ai chạy thoát được, thưa các anh chị. Như vậy tôi có bị gì không? Thưa các anh chị, tôi bị kiểm điểm rất nhiều trong thời gian đó, bị kiểm điểm rất nhiều, và đã làm việc với cơ quan quân đội nữa. Chúng tôi hôm đó chúng tôi được nhận được điện thoại và được một sĩ quan quân đội nói là anh Mười mời tôi đến cơ quan để làm việc. Thì đến nơi tôi mới biết anh Mười là trưởng ban quân báo của thành phố lúc trước. Tất nhiên anh có một chức danh khác, một cái tên khác, chúng tôi không được phép gọi đây. Tôi gọi như vậy, chúng tôi chỉ gọi anh là anh Mười, mà anh giới thiệu tôi là anh làm ở một quân đội, làm anh nuôi, tức là anh có nhiệm vụ buổi sáng đi mua thịt cá, rau xanh, rồi về cho quả đầu quân nấu. Thế là xong nhiệm vụ, anh hay rảnh buổi chiều, anh hay lang thang đi chơi. Và anh cũng hay đi chơi chúng tôi xem anh như một người bạn rất là vui tính. Và chúng tôi không ngờ đó là một người hoạt động
trong công một ngành đặc biệt như vậy. Khi đến nơi thì anh Mười cũng cho chúng tôi xem báo cáo tổng cục 2 và nói rằng tổng cục 2 cũng đã báo cáo như thế, và nhiệm vụ của chúng tôi là xác minh và báo cáo tình trạng lên cho thủ tướng để thủ tướng quyết định. Nhưng mà trước khi lên thủ tướng thì tổng cục sẽ có xác nhận lại những ý kiến trong báo cáo này như thế nào. Rồi ông dẫn tôi vào cơ quan, một cơ quan nó lớn lắm, thật chị không thể tưởng được, đi hoài không tới, không hết. Và là nó trầm thiết thì rất đơn giản, không có gì hết, các sĩ quan mặc đồ quân đội và ngồi trên từng cái bàn gỗ thôi, và trên bàn không có gì cả, ngồi làm việc đủ thứ chuyện hết, rồi vũ khí thì khắp nơi. Rồi tôi làm việc với lại ba sĩ quan, mà phương pháp làm việc cũng rất đặc biệt, là các anh đưa chúng tôi xem những văn bản đánh máy, lúc đó chưa có máy vi tính đâu anh chị, đánh máy tay, và có những đoạn đường đánh dấu bằng bút đỏ, và các sĩ quan hỏi cho tôi, hỏi tôi như thế này: anh Hoàng Linh chỉ cần đọc và xác nhận đúng hay sai, tức là không phải nói về tôi đâu, nói đủ thứ chuyện trên đời, trời dưới đất đó, đúng hay sai, đúng là bốn bao nhiêu phần trăm, còn sai thì thôi, đương nhiên rồi. Và tôi cũng xác nhận qua một vòng gần 100 văn bản như thế. Thì các sĩ quan đó đi ra ngoài, và có một anh cần vụ vào làm nước trà rồi kẹo đậu phộng, mà bắt gọi là kẹo lạc, kẹo đậu phộng, uống trà Thái Nguyên, ngồi chờ khoảng 15-20 phút sau thì anh Mười anh xuống và nói anh Hoàng Linh đi với tôi lên gặp một người, cũng là một người quen của gia đình anh. Và tôi thấy đi cùng với tôi anh Mười cũng rất là lo lắng, bởi lẽ hình chụp của tôi với anh Mười cũng nhiều, mà nếu tôi bị gì chắc anh Mười chắc cũng ảnh hưởng. Tôi cũng nói với anh Mười tôi rất buồn về việc này có thể ảnh hưởng gì đến anh, mà tôi cũng không ngờ anh làm ở chức vụ nhạy cảm vậy. Nó nói thôi đi. Rồi đi lên lại gặp, đi vô cái phòng lớn lắm, đi người ngồi ở cuối phòng bằng gỗ rất lớn, đó là ông tướng Phan Trung Kiên, sau này là thứ trưởng bộ quốc phòng, bộ phòng như các anh chị đã biết. Thì ông Kiên nhìn tôi và nói: anh ngồi đi. Tôi nói: dạ không, em đứng được rồi anh ba. Ông mới nói là các em đã làm việc xong rồi và cũng đã có những xác nhận từ tổng cục, và mức độ của ông chỉ là quan hệ xã hội thế thôi. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nghiên cứu rất nhiều về nhân thân. Gia đình ông, má ông là đi nữ hộ sinh Nam Bộ Quỳnh Thúc Kháng, và có thời gian làm thư ký, làm y tá cho nhiều người. Trong gia đình ông cũng quen anh ba Tô Ký cũng có nói. Rồi ba của ông cũng là một cán bộ cấp phường xã gì đó. Nói chung gia đình là như vậy. Cho nên từ nay trở đi, ông trong những mối quan hệ xã hội phải hết sức cẩn thận, và nên nhớ như thế này: ông Tố Hữu ông nói cái câu gì đó, có lẽ anh bà anh quên, câu gì đó đại khái trong tay nghìn mắt gì đó, anh nhớ anh đi đâu, đến đâu, ngồi ở đâu, đứng ở đâu, là bất cứ điều gì thì họ đều biết, chúng tôi đều biết, và đừng đặt thế khó cho chính anh và cho các cơ quan chức năng. Tôi chỉ nói thế thôi. Tôi mới nói anh ba: thôi giờ em có cần từ giã gia đình hay là gì không, thì anh nói luôn đi, để em nói anh Mười Y Ngọc Sò Đảo nó nhắn về nhà giùm. Anh nói: không có vấn đề gì hết, về đi làm lại bình thường, không có gì hết. Thế thì tôi mới ra về. Thì trước khi đi mấy bước rồi anh ba mới kêu lại, nói là: mày có biết uống rượu, mày không bôn chắc mày biết uống rượu Bà Điểm phải không? Tao cho mày ở nhà mới gửi xuống đây với mấy con khô, rồi khô rắn khô gì đó, rồi ông cho tôi cái túi thì nói rượu Bà Điểm thôi, nhưng trong đó cũng có một cây thuốc, có là một chai rượu ngoại, rồi một cũng hai bộ xì rượu đế, rồi khô mực khô rắn khô gì á. Mà tôi xách về và rủ ông Mười đi nhậu, không dám đi. Ông nói: thôi tôi còn công việc điên cái đầu với ông trong đây này nè. Nhưng sau này tôi mới biết là trong những ý kiến đánh giá tốt về tôi, có ý kiến của một nhà tình báo lỗi lạc, cũng vốn là lãnh đạo của Tổng cục 2, đó là ông Phạm Xương Ẩn, và một người ân nhân của tôi, một người thầy của tôi. Thưa các anh chị, tôi quen ông Phạm Xương Ẩn rất muộn, mà tôi hay ra lang thang ra ngoài Sài Gòn uống cà phê, cà si ao, rồi ba lô ma nhân dân. Thì vào giờ trưa quán vắng, tôi hay gặp người đàn ông gầy ốm ngồi một mình. Tôi cũng thích nói chuyện, hôm qua làm quen với ông, rồi hai người nói chuyện nhau cũng tâm đầu ý hợp.
Thì thời gian sau nữa gặp lại anh Tuấn Bình, anh mới nói mày biết cái đó ai không? Đó là ông trùm tình báo Phạm Xuân Ẩn đó. Thì tôi mới vô, tôi trách ông tại sao lại giấu tôi vậy. Ông nói đâu có đâu, giờ mình cũng gần về hưu rồi, giấu ông lên làm gì. Rồi hai người nói chuyện nhau, nhưng mà từ đó về sau ông Phạm Xuân Ẩn kín đáo truyền nghề cho tôi. Tức là ông là nhà báo bí đại rồi, ông truyền kỹ năng lấy thông tin như thế nào, tiếp cận với mọi đối tượng cỡ tổng thống thì như thế nào, rồi dân dân, đại sứ thì như thế nào, người dân bình thường thì như thế nào, dân dân và nhân dân, đủ thứ kỹ thuật hết. Ông hướng dẫn tôi rất tận tình, mà không có lộ liễu, ông chỉ kể chuyện thôi. Rồi tới một mức độ thân mật nha, tôi mới hỏi ông. Bây giờ anh cho tôi hỏi, cho em hỏi mấy câu thôi. Anh phải nói thật, rồi, ông nói rồi nói đi. Tôi nói là tôi giả bộ bài bản thôi. Nói thưa anh, tại sao anh lại thích nuôi cá với nuôi chó? Thì ông nói rằng, cá thì im lặng, còn chó thì trung thành. Thì giống y, ông trả lời ông sách thôi. Rồi tôi mới hỏi câu thứ hai là vì sao ông lại giúp đỡ Trần Kim Tuyến trùm mật vụ Việt Nam Cộng Hòa đi khỏi Việt Nam trong thời gian những ngày 30 tháng 4 năm 1975, dù việc đó sẽ di hại rất lớn cho ông. Thì ông nhìn tôi và ông cười cười. Ông nói đến một lúc nào đó Hoàng Linh sẽ hiểu tôi với bạn bè là như vậy, và nếu Hoàng Linh có bị nạn gì đó, tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ Hoàng Linh bằng cách này hay cách khác trong tầm tay của tôi. Hoặc ngược lại, tôi nghĩ rằng nếu tôi bị gì thì Hoàng Linh cũng sẽ giúp đỡ tôi. Người Việt Nam chúng ta nó là như vậy. Người chiến sĩ tình báo, lúc đó ông lại quay lại bài bản, người sĩ quan của đội dân dân Việt Nam cũng là những người có rất có tình cảm. Ông nói như thế thì tôi cũng tưởng nó là chuyện đùa thôi, nhưng không ngờ rất nhiều năm sau câu việc đó lại ứng nghiệm vào chính bản thân mình. Và điều mà tôi cảm nhận từ quyển Người Thầy của ông Nguyễn Chí Vịnh không phải là chi tiết quá đặc biệt, mang tính chất tiết lộ như là bến dòng lịch sử của linh mục Cao Dung Luận, giảng bài lật ngửa của Nguyễn Trường Thiên Lý, biên bản chiến tranh của nhà báo Trần Mai Hạnh, hay là cuốn 1 Bên Thắng Cuộc của anh Quy Đức, mà là những câu chuyện thật ấm áp về tình người, tình thầy trò trong chiến tranh như thế nào. Tôi sẽ không ở trong chiến tranh, nhưng tôi cũng cảm nhận được sức lan tỏa của tình cảm đó qua mối quan hệ ngắn ngủi của tôi và nhà tình báo vĩ đại Phạm Xuân Ẩn. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều.